Mới đây, công an huyện Tiên Lữ bắt nhóm đối tượng đánh nhau bằng hung khí nguy hiểm làm hai người bị thương. Do Đào Đức Thành, sinh năm 2002, ở xã Thiện Phiến huyện Tiên Lữ và Trần Văn Thực, sinh năm 1996 ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, nhóm của Đào Đức Thành về Garauto Phong Hải ở thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến ngồi uống nước. Khoảng 20 phút sau, nhóm của Trần Văn Thực có 11 người điều khiển xe máy đến Garauto Phong Hải, chửi bới, khiêu khích, Hai bên xô sát các đối tượng dùng dao phóng lợn, tuyếp sắt, chai thủy tinh, gạch đá, đánh nhau, hậu quả khiến Phạm Văn Hải, sinh năm 2002 ở xã Thiện Phiến và Đào Đức Thành bị thương, phải đưa đi bệnh viện điều trị. Điều đáng nói, các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 15 đến 25 tuổi, nhưng rất liều lĩnh, manh động, đặc biệt còn tụ tập thành nhóm. Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Lữ đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng đủ 18 tuổi và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.